Liên tiếp 20 cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện có ca mắc COVID-19 đến khám bệnh. Trong đó có hai bệnh viện đang bị phong tỏa vì nhân viên y tế nhiễm SARS-CoV-2. Giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Tấn Bình, giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 14 bệnh viện và 6 phòng khám đa khoa có ca bệnh dương tính từng đến khám. Sau khi phát hiện ca bệnh, các bệnh viện và phòng khám nêu trên đều được tạm ngừng tiếp nhận người bệnh để điều tra xác minh người tiếp xúc vệ sinh khử khuẩn đầy đủ trước khi hoạt động bình thường trở lại Riêng bệnh viện đa khoa Nam Sài Gòn có một trường hợp nhân viên y tế dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh viện quận Tân Phú có 4 nhân viên y tế cũng dương tính, đã phải phong tỏa, ngưng hoạt động để kiểm soát nguồn lây nhiễm. Hiện Sở Y tế Thành hcm Hồ Chí Minh đã yêu cầu tất cả các bệnh viện, phòng khám tiếp tục siết chặt công tác phân luồng, sàng lọc người bệnh đến khám và điều trị. Cơ sở y tế phải đặc biệt lưu ý sàng lọc, ra soát kỹ yếu tố dịch tễ từ người đến từ những nơi có ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2, người có triệu chứng nghi ngờ.